Cuộc sống là sự cho đi. Bởi cho đi là còn mãi. Hôm nay đi với thằng cha kia sướng thế gì đấy. Hãy giao duyên đi. Phải xem anh Hùng chủ nhà anh xây nhà này bao lâu? Hả? Thảo ra đây để thảo ơi. Đâu Thảo đâu, Thảo đâu, Thảo ra đây đi. Thảo đâu ấy? Còn Thảo đây đây. Đây 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 đây. Có khoảng ghế xin chưa? Ở đâu? Hai hộ lắm mà. Ôi trời ơi. Đổi lại cái này có chịu không? Con nhà này. Nó bị ở đây. Anh Hưng là trưởng xóm. Thôn này, thôn này không chạy vào. Và cũng giới thiệu với lại anh em trong đàn, đây là anh Lý Văn Thảo là chủ hộ căn hộ này. Báo cáo với các anh chị ấy là anh Thảo này là hiện nay là đang có hai bố con, vợ thì đã bỏ những cái đối là lâu rồi. Anh Thảo này trông sức khỏe yếu, anh bị bệnh kinh, anh hiện nay đang được hưởng trợ cấp xã hội, anh yếu làm gì được, bây giờ đang gia đình dịch vụ, gia đình nghèo. Cũng báo cáo với lại các anh các chị bị bệnh thì hôm nay thì cho anh Thảo được có các anh chị câu lạc bộ Sen Hồng cũng như là các cái tổ chức, các cái đơn vị. Sen Hồng được. Cái nào được cứ tiếp thì cứ tiếp, miễn là câu lạc bộ. Báo cáo và các anh thấy thực ra là cũng chưa nắm được hết, thì là các anh đến thăm hỏi sức khỏe gia đình, hay là quà trợ cho gia đình mình sống. Báo cáo thì Thảo đây cũng nắm được. Anh trưởng xóm tên là gì nhỉ? Anh Lý Quang Hưng. Là đây là xóm chạy vải ạ. Xóm chạy vải. Xã Đức Lương. Cả nhà mình ơi, anh cho Thiên thì ấy đi, nhanh để chúng ta triển khai này. Đi vào đi anh ơi. Anh đứng ở cửa. Linh cảm thế nào lại vào. Linh bảo em là có anh mang cho rồi. Không. Đây là anh Hùng, giám đốc trà Hùng Thái. Vào đi em ơi, vào đi các em ơi. Đây là bạn Thùy Bạc này. Xỉnh xế. Không hề bạc. Xỉnh xế. Còn ai nữa không? Đâu mọi người vào giao duyên đi. Còn ai nữa không? Đây là bạn Linh ở dưới Hà Nội nhá. Hot girl. Beautiful girl. Rồi. Đây là anh Thái ở thấy ở dưới Thái Nguyên. Rồi. Đây là bạn gì nhỉ? Huynh nhỉ? Bạn gì nhỉ? Em tên là Nguyệt ạ. Bạn Nguyệt ở Hà Nội nhá. Còn ai nữa không? Đây của bạn Mơ Phạm. Em vào đi, đích thân em vào. Mơ Phạm chỉ là cái sinh nhỉ? Chỉ là cái sinh. Còn ai nữa không nào? Đây này, Phúc nữa, đây này, Sư Cô Tâm Hạnh ở nhà Chùa Thịnh Đán. Thế là con gái sinh năm bao nhiêu anh? Con gái lớn chưa ạ? Em sinh năm 84 ạ. Thế con gái anh ấy? Đây, đi học gì hay đi làm gì ạ? Bây giờ đang đi làm, đang học khoảng lớp 10 nhưng mà gia đình không đủ điều kiện cho con đi học thì con nghỉ. Đây là anh Lê Minh Tuyên.
Đấy gọi đấy của ai đấy? Ai à, của Thanh Nhàn à? Thanh Nhàn chuyên trốn nữa. Đây là anh Lê Minh Tuyên, giám đốc thương hiệu Sơn phân gà Humix, chuyên để bón chè đấy. Anh giám đốc phân anh đi bán cứt từ sáng rồi. Nào còn ai rau riêng nữa vào đi nhở? Đây còn ông trùm cuối nữa. Từ từ đã, vâng từ từ đã, còn có ông trùm cuối nữa. Cuối ai còn trùm cuối? Là à, số điện thoại. 0988. Đây là anh Nhất Trân, nhóm trưởng nhóm thiện nguyện Từ Tâm Thái Nguyên. Anh Tuấn. Mình xin 1978. Chú máy em ấy mà chú. Rồi. Chú này mà. Đấy. Sinh năm 84. Nguyễn Linh hôm nay xinh chê nhỉ. Kính quá đẹp luôn. Ba bạn này ui giời. Bạn này ui giời nhất chân nhất quả này. Cháu không có gì ngoài gái. Ui giời ơi toàn gái. Phát đèo cơ xanh dần. Bên Ly. Chưa chụp được à? Em ấn vào quay video thì làm sao mà chụp. Ơ gái gái đứng vào một kiểu nữa. Cả nhà nhìn đây nhá. Được rồi. Quá đẹp. Quá đẹp rồi. Rồi, chụp rồi. Anh giám đốc phân lên nào. Nào chỉnh trí chung có ý kiến một chút. Vâng vâng vâng. Đây anh em. Huy ơi. Anh đứng vào và anh đứng vào. Cô đại diện cho chùa Tịnh Đức. Để kính thưa các đại diện các tổ chức cá nhân, các bác, các anh, các chị đại diện cho các tổ chức cá nhân và các mạnh thường quân, thì qua thời gian giả soát ấy, trên địa bàn xã Đức Lương thì trong chị Trang đây thì có rất nhiều cái hộ mà nghèo và cận nghèo mà có hoàn cảnh khó khăn, thì hôm nay cũng rất là vinh dự cho địa phương được các tổ chức cá nhân đại diện các hội và chùa và các mạnh thường quân đại diện cho mọi miền của Tổ quốc đã đến tặng quà cũng như về vật chất, về tinh thần, thì thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, các cá nhân, các anh, các chị trong đoàn hôm nay, các mạnh thường quân, thì các bác đã quan tâm đến quê hương Đức Lương rồi. Thì Đức Lương báo cáo các bác là một xã vùng sâu, vùng xa, vì và có nhân dân thì dựa vào cũng là nông nghiệp, chè và lúa, thế nên còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn nữa. Thì mong các bác đã quan tâm rồi thì sau này có cái thời gian tới sẽ quan tâm tiếp và nhiều hơn nữa đến các công dân nghèo và các nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thì thay mặt cho lãnh đạo địa phương xin được cảm ơn mọi người luôn luôn sức khỏe và hoàn cái mục tiêu là làm thực hiện của mình trong cái năm 2023. Xin trân trọng. Cảm ơn các vị lãnh đạo địa phương nhé. Cảm ơn các anh các chị. Cảm ơn các anh đã tạo điều kiện rất là tốt để cho nhóm thực hiện được chương trình này ạ. Cho anh chị em trong đoàn nhé. Anh em Trạng ơi. Rồi. Hôm nay là đủ duyên là nhóm thiện nguyện Từ Tâm cũng đến đây chia sẻ với gia đình của em. Nha, thì chúc cho em giữ gìn sức khỏe và chăm sóc gia đình tốt nhá. Thì biết là có căn bệnh như thế là rất là nguy hiểm. Thì thôi cũng hoàn cảnh của mình thì hơn mình phải vượt lên thôi nhá. Vâng. Nhá. Nhá. Cảm ơn các vị lãnh đạo nhá. Vâng. Xin cảm ơn các anh. Cảm ơn anh. Anh nhá. Ăn đây.